Thưa quý vị các bạn, do hoạt động khai thác tuyển rửa khoáng sản của các doanh nghiệp mà người dân phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm. Còn sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc thì các doanh nghiệp chỉ có những biện pháp đối phó cho có, rồi một thời gian ngắn sau thì mọi việc lại đâu vào đấy. Đây chính là thực trạng diễn ra nhiều nơi, ở nhiều địa phương đã và đang ngày ngày tàn phá môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân. Ghi nhận sau tại ngay trung tâm của thành phố Yên Bái cho thấy ý thức bảo vệ môi trường của doanh nghiệp còn kém cùng với giải pháp của lực lượng chức năng cũng chưa triệt đề. Đây là nguồn nước mà gia đình anh Tuấn tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái dùng để sinh hoạt từ nhiều năm nay. Nước có màu vàng ánh của kim loại. Theo anh Tuấn, dù có lọc thủ công đến mấy lần thì nước vẫn khó có thể đảm bảo cho ăn uống. Kiểm tra về y tế thì vợ cũng có mang xét nghiệm nhưng mà cái kết quả đấy cũng không được sự phép sử dụng đâu, gia đình chưa điều kiện để mua máy lọc nước để dùng thôi. Chứ còn cố tình dùng thôi chứ còn thực tế cái nước này không thể dùng được. Nằm ngay cạnh nhà anh Tuấn là bãi tuyển rửa quặng sắt rộng cả chục hecta của công ty Hòa Yên. Những bãi thải quặng cao tới cả mét. Hàng nghìn khối nước thải ra mỗi ngày. Khi mà hệ thống lắng của công ty này không thể nào xử lý hết. Và thế là những dòng nước còn chứa đầy quặng sắt cứ vô tư chảy ra khu vực xung quanh. Dân ở đây là rất là khổ. Mưa gió là trẻ con đi học ở nhà thì quần áo thì là sạch sẽ. Thế ra đến cái vũng đây là đi về là quần áo này đã bẩn rồi. Mà dân ra đây kêu rất là nhiều. Cứ mỗi lần gọi đến thì bây giờ kêu các ông để bảo là ông kia tôi không biết là kêu ai được. Qua cái phản ánh của cơ quan thông tin đại chúng và cái việc kiểm tra chúng tôi thì cái hoạt động sản xuất của cái công ty này thì cũng đã có cái ảnh hưởng đến cái nguồn nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn và cơ quan chức năng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra yêu cầu là doanh nghiệp phải có những giải pháp để khắc phục cái tình trạng này. Yêu cầu thì mặc yêu cầu, việc xả thải vẫn cứ ngang nhiên diễn ra như thế này hàng ngày, gây bức xúc cho người dân. Và khi được hỏi đến thì các kết quả kiểm tra nguồn nước do công ty này thuê về kiểm nghiệm vẫn cứ đủ tiêu chuẩn. Công ty thường xuyên là lạo vét, đấy, coi như là bãi và cái thải đấy để đảm bảo là cái bể hệ thống lắng đọng của nước trước khi ra môi trường là đều phải trong và đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn của coi như là Bộ Tài nguyên Môi trường. Ở Âu Lâu, người ta đã không đếm nổi có bao nhiêu giếng bị ô nhiễm và bỏ hoang như thế này, chưa có nhà máy cung cấp nước sạch. Người dân cũng chưa biết những ống nước chứa đầy bùn quặng bao giờ mới dừng xả thải.